Ủa, ê, chết ơi, mấy giờ rồi, chết rồi, mặt trời mọc rồi. Trời ơi, trời, quên nữa. Trời ơi, hôm nay là mình phải đi bán vé số mà. Trời ơi, quên nữa. Chết rồi, chạy lẹ đi bán vé số, không thôi trễ giờ là không có bán được, là mất vé số là tốn tiền nữa mà. Trời, mình phải đi qua rủ cái bạn Kinky này mới được. Trời ơi, không biết sao bữa nay bạn này không gọi mình nữa, trời ơi. Ủa, hôm nay bạn Kinky đâu mất tiêu rồi. Hay, chết rồi, vậy là bạn ấy đi bán vé số trước rồi. Vậy là bây giờ mình phải đi bán vé số lẹ lên. Thôi bây giờ chắc là mình tự đi bán vé số luôn. Ê, ở đằng kia có chú gì kìa. Chú ơi. Dạ. Chú mua vé số giùm con. Kéo gì? Vé số hả? Vé số chịu sở, 4 giây chịu sở. Thôi tao mua đâu đi. Dạ vậy thôi. Nhóc. Ờ, dạ. Vé số bao nhiêu tờ vậy? Dạ vé số là 10.000 rẻ lắm chú. Giờ chú chỉ cần bỏ 10.000 là chú trúng được 2 tỷ luôn á chú ơi. Sao chó. Nên chú cứ ghê vậy. Dạ đúng rồi. À vậy ta. Bán hết cho ta đi. Bán hết luôn. Chú sang quá. Dạ. Đây của con có 16 tờ nè. Chú cứ lấy đi 16 tờ con chúc chú chiều nay sổ xuống. Dạ của chú là 160.000. Vậy hả? Chuyện này là đủ 16 tờ phải không? Dạ đúng rồi. Thì thôi, ta tạm biệt nhóc. Ê, cái gì vậy? Ê, ăn cắp, giật cái số kìa, ăn cắp. Đâu rồi? Ăn chị lẹ quá vậy. Ê, trời ơi. Cái mình sáng sớm mới mở hàng đi làm trễ mà còn bị mất cái số nữa vậy trời. Trời ơi, sao xui xẻo thật sự luôn ấy. Ôi, rồi hôm nay là nhịn đói luôn rồi. Bây giờ biết phải làm sao đây. Mất hết trơn vé số rồi. Ủa, sao ghen? Ủa, ai vậy? Hả? Ủa, sao ông ngồi đây khóc vậy? Ủa, Kinky? Ủa, sao bà đi, hồi sáng bà đi, bà ông kêu tôi. Tôi xin lỗi nha, hồi sáng tôi cũng dậy trễ quá. Tôi tưởng ông đây rồi, tôi gật mặt, tôi chạy, tôi đi bán luôn. Tôi không biết đâu. Ôi. Ủa mà sao ngồi khóc quá trời vậy? Ôi. Bị gì vậy sao yên, bị gì vậy? Ngồi sáng tôi cũng gấp lắm, tôi ngủ quên. Xong rồi, cái tôi chạy ra tôi thấy có một ông khách kia nhìn mặt cũng đàng hoàng lắm. Cái tôi đưa vé số cho ông giật vé số tôi. Một trăm sáu mươi ngàn luôn á. Trời ơi, ông để sao mà để bị giật hết luôn vậy? Tính sao vậy? Thôi, tôi định hôm nay là tôi nhịn đói, tôi không ăn cái gì đâu. Thôi, ông dậy hoài, có ngày ông bệnh á. Thôi, nè, tôi còn 16 tờ, tôi chia cho ông 8 tờ á. Hả? Vậy là, ủa? Vậy rồi vé số của bà, rồi bà chia tôi, rồi sao bà có đủ tiền mà bán, rồi bà mua đồ ăn bà ăn được. Ơi, tôi hôm nay ăn ít lại, có sao đâu. Ủa, chứ ông không có đồ ăn sao, tôi nhìn thấy ông bạn đi bán với tôi mà ông nhịn ông đói, ông không có miếng đồ ăn nào hết, cũng đợi quá. Thôi cảm ơn bạn nhiều nha Kinky. Giờ lật đi bán đi, mất công tới chiều là không bán được tờ nào á. Tôi biết rồi. Hay, đi bán thôi. Echo, cuối cùng thì mình cũng đã có lại tờ giấy số này, nhưng mà của Kinky cho, nhưng mà thôi mình sẽ cố gắng mình bán thật là lẻ luôn. Ok. Hay, cũng tối rồi, bà có mệt không? Cũng hay mệt tí, nhưng mà mình đi về. Ôi, đây đó. Hay vậy? Thôi quá à. Mấy người này. Hai cái đứa này nó hơi quá, đi đường khác. Đúng đi, rồi. Đi đường khác. Hai bạn này. Đi gặp ở đâu á? Ôi, hai bạn kia, đứng lại coi. Ê, đúng lại cái kìa. Ôi, nói gì mắt nhìn chửi cho tôi dơ. Tôi có làm gì mấy bạn đâu. Thì tới giờ mày nói gì? Mày dám đụng tới bạn tao không? Mày dám đụng tới bạn. Ôi. Kinky, đừng, lùi lại Kinky ơi. Đừng có đánh cái gì nữa. Đi ra. Đừng có tưởng cái đứa mèo với tôi nha chưa. Thôi, kệ, bỏ đi. Bọn sao ông không cãi lại? Thì tụi nó nhà giàu, tụi nó muốn nói gì tụi nó nói. Kệ tụi nó đi. Nhưng mà không được để tụi nó nói tụi mình. Ủa, tụi mình cũng là con người mà, tại sao phải phân biệt vậy chứ? Thôi, không sao đâu, kệ đi. Thôi, bỏ đi. Đi về, trễ rồi. Dạ. Thôi, kệ mấy đứa nó đi, bà đừng có suy nghĩ gì với tụi nó hết trơn á. Mấy đứa nó tại vì tụi nó đẻ ra trong dịch đít rồi nên tụi nó không có biết thế nào là cực khổ đâu. Ơi, không sao đâu. Thôi, hôm nay bán hết được vé số sớm rồi, thôi tụi mình đi về đi, còn đi mua đồ ăn nữa. Nhưng mà tự nhiên tôi thấy hơi buồn ngủ nên chắc bây giờ tôi về tôi ngủ sớm luôn đi. Có gì bà mua đồ ăn bà ăn rồi bà nghỉ ngơi đàng hoàng sớm trước đi nha. Vậy thôi, ông về sớm đi. Ngày mai cẩn thận đừng để mai đừng nó để giật vé số nữa nha cha nội. Biết rồi, ngày mai nhớ nha, nhớ là đi chung nha, không có được đi riêng đó nha. Ok, tôi hứa luôn. Rồi, bye bye. Bye bye nha.
Ôi, hôm nay tự nhiên tính ra tưởng là một ngày tuyệt vời rồi, cuối ngày còn gặp thêm hai đứa kia nó chửi mình nữa, bội thật. Thôi đi về thôi. Rồi cuối cùng thì cũng về được cái nhà của mình rồi, đây là nhà của mình nè các bạn ơi. Ok, thôi bây giờ chắc là mình sẽ ngủ ngơi một chút xíu, rồi ngày mai mình sẽ đi bán vé số cung với Chim Kỳ. Thôi đi ngủ thôi. Ôi, thật là một ngày tuyệt vời quá đi. Trời ơi, hôm nay mình dậy sớm hơn thường ngày rồi, được rồi. Lấy giấy số nè, hôm nay có tới 24 tờ. Hôm nay là tiền của mình sẽ bán. Mình bán xong rồi mình chia lại cho Chim Kỳ, tại vì hôm qua Chim Kỳ có cho mình giấy số á. Được rồi, bây giờ đi thôi. Đồng Biên. Ê, đâu hả? Ôi, Chim Kỳ ơi, hello. Ôi, đừng kêu chị xem. Chim Kỳ, đừng hả? Đồng Biên. Chết rồi. Sao vậy? Anh nhóc có sao vậy? Để ta đi gọi cấp cứu. Ê, dạ, trời, Chào Kiên ơi, Chào Kiên ơi, không có sao không vậy? Chào Kiên. Alo, có một xe cấp cứu tới cái đường ngã tư này, nhanh. Tao biết rồi. Chào Kiên ơi, mau tỉnh dậy đi. Người đây ủa? Là đâu? Hình như thằng nhóc nó tỉnh dậy rồi anh ơi. Cái gì vậy? Đâu? Ơi. Có sao không nhóc? Hả? Đây là đâu vậy? Hả? Ủa? Ôi, hai người là ai vậy? Bình tĩnh. Ta là người nãy à, lỡ tay đụng nhóc nè. Hả? Đụng con? À, chú là cái người mà chạy xe ẩu mà nhém đụng bạn con. Phải không? Vậy ta là chạy xe ẩu nào? Đừng có cãi nhau nữa. Trời ơi, nhóc còn bị gì không? Dạ, nhóc còn bị nặng á. Dạ không sao, con không bị gì hết, con bị nhẹ à. Chắc là con bị va chạm mạnh nên con bị bất tỉnh thôi, chứ không có sao đâu. Trời cô ơi. Coi ơi. Như là coi xin lỗi chồng của mà, cô đi lỡ. Nhưng mà hai người ơi, cho con hỏi cái bạn cái bạn, hai người có thấy cái bạn mà tóc màu đen mà bận đồ giống kiểu con mà đâu không vậy? Tại bạn đó ở gần nhà con ấy. Nhóc đã đi bán vé số rồi. Ủa? Nó nói là đi bán giùm nhóc luôn, sợ bán không có kịp á. Dạ. À thì ra là Chim Kỳ đi giúp mình. Thôi vậy được rồi. Ủa? Còn ba mẹ con đâu? Con không có ba mẹ. Con đó giờ con ở từ nhỏ con bán vé số ở trong khu ổ chuột á, con không có ai cho con sống từ nhỏ đến lớn như tới bây giờ luôn á. Con xin lỗi vì chồng con đã nhắc tới việc đó nha. Nói chung là vậy nè, gia đình cô cũng không có con từ đó đến giờ rồi, mà thấy nhóc vậy á, cô già cô cũng thấy tội lắm. Nói ra không anh? Cái nền ông ta. Thôi nói luôn đi. Cô định là sẽ nhận nuôi con, bởi vì coi như là lời xin lỗi. Nhận nuôi con? Ừ. Cái này có quá là đường đột không vậy? Nên con cứ suy nghĩ đi. Cô sẽ cho con thời gian suy nghĩ. Bởi vì lứa tuổi như con còn nên đi học chứ không phải là đi bán vé số. Con hiểu không? Dạ. Đúng con rồi đó. Hiểu rồi. Dạ. Vậy con cảm ơn hai người nha. Thôi con nghỉ ngơi đi, ta đi ra xíu. Dạ. Dạ cô đi lấy cái gì đó cho con ăn nha. Dạ. Ôi mấy bạn ơi, mình được một gia đình giàu có đã nhận nuôi mình, nhưng mà bây giờ còn Chim Kỳ thì sao? Hay là mình có cách rồi, hãy bây giờ làm con của mấy người này, mình sẽ có nhiều tiền và mình sẽ dẫn Chim Kỳ đi chơi. Vậy cũng hợp lý á. Vậy được, với lại hai người này mình thấy cũng khá là hiền, chắc là cũng không có gì hết. Được rồi, mình sẽ nói với hai cô. Ơi, con suy nghĩ xong rồi. Con suy nghĩ xong rồi hả? Từ từ, trời, cô nhóc chồng cô đâu rồi trời? Anh ơi. Cái gì vậy? Nè, thằng nhóc nó suy nghĩ kỹ rồi nè. Dạ, thì đó giờ con không có được sự tình yêu từ ba mẹ, từ tình thương của ba mẹ, nên bây giờ con cũng có muốn có một gia đình á. Nên hai người cho con làm con nuôi có hai người được không? Vậy cũng được chứ. Cũng được. Cô chú đã mở lời rồi, bây giờ chẳng lẽ nào từ chối? Vậy thì để cô chú đi làm giấy xong rồi sau đó sẽ cho con một cái chỗ khác, chỗ ở, kiểu làm cái phòng riêng cho con luôn nha. Dạ. Vẫn ngồi tầng trên mà. Con cảm ơn hai người nhiều. Trời, tự nhiên mình thấy vui trong lòng quá đi. Dạ, con chào cô chú. Hả? Bây giờ ba mẹ đã làm xong thủ tục rồi, bây giờ con cứ gọi ta hai tụi ta là ba mẹ là được rồi. Dạ, lại ba mẹ. Cái bộ đồ trên người con á đã là con của tụi ta rồi thì phải mặc đồ lại cho đàng hoàng. Cái phòng hồi nãy con ngất á, ở trên á có vài bộ đồ cũ á, thì con cứ lấy mặc đi. Con lên lấy mặc rồi tắm bữa tắm trắng mày đi. Mày đến tôi à mày. Con biết rồi.
15 minutes later. Ôi, con xong rồi. Ôi. Oh, may quá. Trời ơi, anh này, nhưng... kệ đi con nó đi. Dạ. Rồi, đừng có để ổng nghe nói gì hết. Bây giờ con thay đồ vậy xong rồi thì con cứ chơi hay gì đó đi. Dạ. Bây giờ ba mẹ còn phải đi qua quán pizza quản lý nữa. Hả? Đây đây quán đây pizza. Thôi mẹ. Đây đây. Ồ, vậy là hai người này là tiệm quán là chủ tiệm của quán pizza. Hèn chi dạo quá trời luôn. Thôi được rồi. À, từ sáng tới giờ mình không có gặp Chinh Ki. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi đến. Mình sẽ chạy qua cái chỗ cũ nhà của mình. Mình kiếm Chinh Ki được, mình sẽ rủ Chinh Ki qua đây. Không lẽ mình không chia sẻ với bạn bè của mình. Được rồi, kiếm Chinh Ki thôi. Hay, trời ơi, sao tao đi bữa đi nãy giờ mà không thấy Chinh Ki ở đâu. Cô ơi, mua chùm con, tại với sói con. Chinh Ki kìa. Con đi đây. Ủa, người gì kì vậy? Ôi. Ôi. À, Chinh Ki đang bán vé số kìa. Được rồi, Chinh Ki ơi, tôi mua vé số anh... nè. Ủa, ủa sao ghê, hôm nay ông mặc gì đồ đẹp quá vậy? Đồ này chắc mắc lắm luôn đó. Đúng rồi, thấy tôi đẹp trai không? Tôi hay lỗi dữ lắm luôn rồi đó. Nhưng mà bà, ủa? Sao bà bỏ đi, bà không nói chuyện với tôi? Trời ơi, tôi sợ ông không bán được, tôi lặt đặt tôi đi bán giùm ông còn nói trời gì nữa vậy? Thôi, bây giờ không cần bán nữa đâu. Bây giờ để tôi kể cho bạn nghe. Tôi đã được một cái gia đình nhà giàu. Lúc mà lụng xe tôi á thì đã bù đắp cho tôi là bằng cách là nhận nuôi tôi rồi. Bây giờ tôi không có gì, tôi cũng có tiền nên bên bà không có cần bán với tôi đâu ha. Đúng rồi, tôi muốn dẫn bà về để cho bà làm con nuôi của ba mẹ của tôi, để cho những người họ nuôi bà luôn, để không thôi bà cực khổ, bà buồn, bà làm bán nữa. Không sao đâu, cứ đi về với tôi đi là được à. Ơi, tôi cảm thấy kỳ quá à. Kiểu tôi có hứa, ông nhớ lần trước tôi có hứa với cái bọn chi đãi gì không, tôi sẽ bán được, tôi sẽ kiếm tiền được hoặc là nhiều tiền cho tụi nó chóng mắt lên tụi nó thấy. Nhưng bây giờ tôi chưa làm được việc đó, tôi cảm thấy trong người khó chịu lắm. Đâu có với lại đâu. Á, việc này á, ông nhận nuôi cũng tốt cho ông mà, chứ có sao đâu. Thôi đi về với tôi, đi. Có bị cái gì đâu. Thôi, tôi cảm thấy ông vậy là tốt rồi. Tôi chúc cho ông có cảnh một gia đình tốt, nhận nuôi ông là được rồi. Còn tôi thì sao cũng được hết á. Tôi sẽ cố gắng bán để có trở thành người nhà giàu nhất cho tụi nó coi. Thôi, rồi tôi đi bán ngay. Nói chuyện với ông nó không quên bán nữa. Bye bye nha. Chinh Ki, ơi sao Chinh Ki kỳ vậy? Mình tưởng Chinh Ki sẽ đồng ý nhưng mà sao Chinh Ki lại từ chối vậy trời? Chả hiểu lý do luôn á. Ôi, trời chết rồi, còn mấy tiếng nữa là sổ rồi, mà giờ mình còn quá trời luôn. Rồi sao chiều nay lỗi vé số nữa, thì bị chửi nữa. Chinh Ki đang không bán vé số sao? Ôi, Chinh Ki ơi, hello Chinh Ki. Ông nữa hả? Sao ông đi vòng vòng hoài gặp quả hoài á? Từ cái ngày mà tôi không còn bán vé số chung với bà, tôi chán lắm, tôi không có việc gì làm hết trơn á. Giờ tôi đi vòng vòng nhưng mà tôi kiếm bà mà tôi kiếm không thấy. Bà đang không bán được vé số hả? Ừ. Thôi, trời ơi, tôi nói rồi, bây giờ bà chỉ cần đi về với tôi thôi. Tôi sẽ giới thiệu với ba mẹ của tôi để nhận nuôi bà luôn, là bà sẽ không thể nào mà đi bán vé số nữa. Tôi nói thiệt. Trời ơi, tôi đã nói là tôi sẽ làm bằng chính thực lực của mình rồi mà, sao ông cứ nói chuyện nó hoài vậy? Thôi, bực mình ông à, đừng có bao giờ gặp cái bản mặt tôi nữa. Ê dạ. Chán quá, ông càng ngày á, từ khi ông giàu lên là ông càng không coi bạn bè ra gì hết luôn á. Đó là chuyện của tôi rồi mà, thôi đừng gặp mặt tôi nữa. Chinh Ki, cái gì vậy trời? Rõ ràng là mình muốn giúp Chinh Ki mà Chinh Ki lại nói mình không xem Chinh Ki ra cái gì là sao? Ai... Chinh Ki bỏ đi rồi. Bây giờ Chinh Ki không chơi với mình nữa. Ủa, sao khóc được ra vậy? Ủa, ba mẹ. Ủa, sao lại khóc vậy? Con đâu có khóc đâu, con không có khóc. Ủa, chứ sao con ngồi qua đây chi vậy? Dạ tại con không có chuyện gì làm á, con ngồi đây con chơi thôi à. À, trời. Hay là qua quán pizza làm đi. Hả? Quán pizza đây á hả? Bên đây trời nè. Ơi. Đây quán pizza của chúng ta nè. Dạ. Bên đây cũng đang thiếu người á, con qua đây con phụ mấy người làm rồi đi. Cho con biết. Dạ. Vậy thì cũng được. Vậy con cảm ơn ba mẹ nha. Vậy có gì ngày mai con sẽ ghé đây con làm. Ừ, thôi chứ con đừng có buồn nữa. Buồn thì ba mẹ cũng xót lắm. Thôi bây giờ mẹ có công chuyện nữa. Giờ lo vô làm nè em ơi. Lo vòng vòng trong quán vậy. Tao đi làm. Thôi, bye bye ba nha. Ừ. Vậy là đây là quán pizza sao? Quán pizza cũng đông phết. Wow, quá trời luôn nè. Được rồi, mình sẽ đi phụ. Dạ chú ơi, chú muốn ăn gì? Chị muốn ăn gì vậy chị? Còn hai người muốn ăn cái gì? Dạ, em biết rồi, bây giờ em sẽ đi.
em sẽ đi lấy pizza cho. Hey, của anh nè, của chị luôn nè. Thôi mọi người ăn vui vẻ nha. Thôi em ơi, cuối cùng thì cũng đã lấy pizza cho tất cả mọi người trong quán rồi. Hey, mình sẽ cố gắng làm thật nhiều, mình sẽ cố gắng làm thật nhiều. Hey, mình sẽ trở nên giỏi hơn thôi. Mình sẽ không phải gọi là ngồi không có gì làm nữa, mình sẽ cố gắng làm mọi chuyện. Ok. Hôm nay ta có tin này rất là vui, muốn nói cho con biết đây. Dạ tin gì hả? Hai người hôm nay bắt con mặc cái bộ đồ gì nhìn nó chật chội quá. Đúng rồi, cái mặc bộ đó vì năm qua con đã giúp quán chúng ta bán lên rất là phát triển và doanh thu rất là cao nữa, nên ta cho con lên chức quản lý của quán này. Hả? Đúng rồi, quản lý. Bởi vì sao? Con á, con đã giúp quán của chúng ta gọi là được nhiều tiền hơn, với lại á, cách phục vụ của con á rất là tốt, khách rất là quý con luôn á. Vậy là bây giờ con làm quản lý của nguyên nơi này luôn hả? Ôi, có to lớn quá với con không ơi, con sợ con làm không được ấy. Đây là còn quá nhỏ con, sau này chúng ta sẽ còn nhiều chi nhánh khác nữa, con còn phải biết gì đó. Dạ vậy con sẽ không làm hai người thất vọng đâu, con cảm ơn hai người rất nhiều vì đã tin con. Con làm quản lý đi, tiếp đi. Thôi con cố gắng tốt nha. Dạ con biết rồi. Thôi vậy là cuối cùng mình đã trở thành quản lý của nơi này rồi sao? Được rồi, mình sẽ cố gắng phát triển cái quán pizza của mình lên. Thôi được lắm, được rồi. Thôi được rồi anh ơi, hôm nay á là khách hôm nay vắng nên có gì hôm nay em có chuyện em đi ra ngoài xíu nha, có gì anh cứ ở đây anh bán cho mọi người nha. Thôi được rồi, để xem coi hôm nay là có 5 khách ở ngoài quận xa luôn hả, ở ngoài quận kia luôn. Được rồi. Một tiếng ai vậy? Hôm nay là bị giật vé số rồi. Ủa, tiếng ai vậy? Ủa ai? Ủa cơ bản ơi. Ủa hả? Ủa cậu Kiên hả? Kiên Kỳ. Ủa sao bà lại ở đây? Trời ơi, tôi nói cho ông nghe, thật ra từ mấy năm qua tôi dành dụm được ít tiền, tôi sắp được gọi là thay đổi rồi, nhưng tự nhiên hôm đó tự nhiên có ăn trộm vô cướp cái tiền của tôi luôn, bây giờ tôi còn bị giật vé số nữa. Bây giờ tôi không biết làm gì luôn á. Thôi bà đừng có buồn nữa, 5 năm qua tôi tìm kiếm bà hoài mà tôi không thấy, với lại tôi cũng bận lắm, với lại nhưng mà bây giờ cũng may gặp lại được bà rồi. Dạ ông khác xưa rồi, ông thành đạt hơn rồi, ông còn tôi như hồi nãy tôi còn nghe ông quản lý gì quán gì nữa. Đúng rồi. Ơi khoan, bà có đói không? Vô quán này của tôi đi, tôi sẽ kêu. Vô quán ông hả? Đúng rồi, đi theo tôi nè. Trời ơi, tôi sợ người ta nhìn tôi lắm, kỳ quá vậy. Không sao, không sao đâu, cứ yên tâm đi. Rồi bà ngồi đi. Anh ơi, làm giùm em một cái pizza lớn với. Hey, Kim Ki ơi. Hả? Đây nè, pizza này nè, pizza này tôi làm á nghe. Hôm nay quán này sao rồi? Dạ ba. Còn quán hôm nay ổn, hôm nay quán bán cũng được nhưng mà hơi vắng. Ký lên nổi sao vậy? Ủa? Ai vậy? Tôi nhảy. Nhảy cái gì? Ai vậy? Đây là bạn của con. Cái bạn này. Đúng rồi, con là bạn Sầu Riêng, con là bạn của Sầu Riêng. Con là bạn của Sầu Riêng đó, thôi lên ăn đàng hoàng đi, có gì đâu. Có gì đâu, bà ngại, bà cứ ăn thoải mái đi. Có tên gì vậy? Dạ, con tên là Vinh Kỳ. Vinh Kỳ á? Rồi, lúc trước ta nhớ là thường thằng nhóc này nó hình như là nó hay buồn về chuyện gì đó, có người bạn bán số của nó hay sao á, hay buồn về chuyện đó. Mà thôi, hai đứa gì có muốn quen nhau gì không sao đâu, ta có ta bình thường á, nên là ta đồng ý hết á. Thôi vậy nha. Hay chưa, tôi nói rồi mà. Vậy. Bà hồi đó bà không chịu nghe lời tôi, 5 năm trời tôi đợi bà rồi đó. Tôi cũng có muốn tự tôi làm chứ bộ. Thật ra tôi 5 năm qua tôi không phải là tôi tránh mặt ông đâu, mà là tôi cố gắng tôi giàu lên rồi tôi quay lại tôi nói chuyện tôi mới chơi với ông được á. Thôi bà ăn đi, rồi tôi dẫn bà đi mua đồ. Lên đây nè. Thấy bộ đồ này đẹp không? Bộ đồ này đẹp quá à, cảm ơn ông nha. Đi về lẹ đi, quán tôi nghe nói có khách nữa rồi. Đúng rồi. Có hai bà hay ai kìa? Có ai đi qua cho xin đồ mà. Nhìn quen quen không? Một đồ tôi nhớ rồi, tôi đã gặp hai bạn này rồi. Hai bạn có ai vậy? Hình như hai người ta mình không biết. Sao vậy? Sao nhìn mặt tôi? Ơi, sao nhìn mặt tôi? Bạn bị sao mà bị ngồi đây làm gì vậy? Ủa sao mấy bạn bị gì vậy? Hả? Thái sản. Trời ơi,
Vậy là do cái nghiệp của mấy bạn rồi đó, mấy bạn dám chê tôi nghèo. Nghiệp gì? Nghiệp gì? Nghiệp gì? Nghiệp gì? Thôi, tụi tôi không có nghĩ, tụi tôi không có cười gì đâu. Thôi, các bạn có đói không? Về quán, về quán của tôi nè, tụi tôi có một cái quán pizza của ba mẹ nuôi của tôi ấy. Đúng rồi, tụi tôi thông cảm cho mấy bạn mà. Tại mấy bạn hồi đó ai biết nó tụi tôi chay, tụi tôi cũng hơi bực thôi. Đi theo tụi tôi nè, về nhà, về quán pizza của tụi tôi ăn nè. Ngon lắm, đi. Trời, ngại gì nữa, đi đi. Ngại cái gì, đi đi, đại đi, không sao đâu. Thôi, đi đây đây nè. Quán này nè, đúng rồi, tới đây là xong rồi nè. Được rồi, thôi, bye bye các bạn nha. Chúc các bạn một ngày tốt lành, bye bye.